giảm án cho bị cáo. Ngày 1 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong phiên tòa phúc thẩm đã tuyên án vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu bổn phận gây kết quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án thành lập đường Hồ Chí Minh sau 4 ngày xét xử. Đây là vụ án đã kéo dài suốt 16 năm từ năm 2003 và trải qua 3 lần xét xử trước đó với các phiên bản án trái ngược nhau dành cho 10 bị cáo là những cá nhân từng giữ các chức vụ hoặc tham gia xây dựng một phần dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kon Tum. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Hải Nhân kỹ sư, mức án 3 năm 6 tháng tù so với mức án sơ thẩm 10 năm tù, bị cáo Lê Quang Tứ nguyên phó giám đốc công ty 621, mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo so với mức án sơ thẩm là 8 năm tù, Nguyễn Kim Sơn nguyên giám đốc công ty 621, mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo so với mức sơ thẩm 5 năm tù, Trịnh Duy Thông nguyên đội trưởng công trường công ty Thanh Nam, mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo so với án sơ thẩm 3 năm tù, Trịnh Duy Minh nguyên giám đốc công ty Thanh Nam, mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo so với mức án sơ thẩm là 5 năm tù. Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Các bị cáo trên bị tuyên phạt vì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên phạt tội thiếu bổn phận gây kết quả nghiêm trọng gồm các bị cáo Nguyễn Thanh Phương nguyên phó ban điều hành dự án tổng công ty 6, mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Trần Thanh Hải kỹ sư cầu đường, 18 tháng tù cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử cũng tuyên các bị cáo Trần Ngọc Thị kỹ sư, Phạm Huy Thông chuyên viên ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Nguyễn Đức Nam phó trưởng phòng ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, được miễn hình phạt. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo khi xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kon Tum đã làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn, dự án kéo dài đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Các bị cáo bị xét xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì cá nhân các bị cáo cũng chưa được hưởng lợi gì. Vướng dòng pháp luật vì cải tiến kỹ thuật xây dựng. Hồ sơ dự án cho biết vào năm 2000, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh ký hợp đồng với Tổng Công ty Xây dựng Nhà cửa Giao thông 6 để xây dựng đoạn logo. Sau đó Công ty Nhà cửa Khai thác đá 621 trực thuộc Tổng Công ty 6, xây dựng. Công ty 621 hợp đồng để Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh Nam xây dựng nổ mìn phá đá đoạn nằm dưới đường dây 500. Do phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đường dây 500, Bộ Giao thông Vận tải đã giao ban quản lý dự án phải có phương án nổ mìn ở các vị trí đặc biệt này. Quá trình xây dựng, kỹ sư Bùi Hải Nhân thuộc công ty 621 đã cải tiến thi công bằng cách khoan sâu và nổ mìn. Việc cải tiến này đã xong xuôi toàn bộ khối lượng xây dựng, chất lượng nhà cửa, tiến độ sớm hơn pháp luật và đảm bảo an toàn cho đường dây 500. Do có cải tiến nguyên tắc nổ mìn nên Bùi Hải Nhân đã làm lại các hộ chiếu nổ mìn cho đúng với phương án đã được phê duyệt. Năm 2003, Bộ Giao thông Vận tải có quyết định duyệt dự toán xây lắp bổ sung và các bên đã tạm thanh toán số tiền hơn 14 tỷ đồng. Năm 2005, trong công văn trả lời Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Viện Sở Tế thành lập Bộ Xây dựng, xác định các hạng mục nhà cửa khoảng 10 tỷ đồng. Các bị cáo nghe hội đồng xét xử tuyên án. Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng việc xây dựng không theo phương án được phê duyệt nhưng lại thanh toán theo phương án được phê duyệt gây thiệt hại tài sản của nhà nước nên đã khởi tố vụ án tham ô tài sản. Sau đó, đổi sang tội danh khác. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần đầu vào tháng 4 năm 2009 do Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử, 11 bị cáo được tuyên không phạm tội. Tháng 7 năm 2009, Tòa Phúc Thẩm tuyên hủy phiên bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum. Tháng 9 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra đổi tội danh sang tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu bổn phận gây kết quả nghiêm trọng. Tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên các mức án cho các bị cáo từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm tù.